Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và em sẽ giới thiệu các bác một dòng Java Siruro. Đây là một mẫu đời mới nhất của dòng Siruro với bộ phanh hàm các bác nhé. Và chiếc xe này em về là cực mới, em đánh giá là 99% cực mới các bác nhé. Lần đầu tiên em về một chiếc xe mà mới như này. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc xe Java. Như các bác biết thì Java là một thương hiệu của Ý, đã bán rất nhiều tại cửa hàng em rồi. Bác nào theo dõi kênh em thì không xa lạ gì với dòng thương hiệu này. Đây là một chiếc Java Siruro. Khác với những chiếc Siruro trước em bán thì đây là chiếc xe được trang bị bộ phanh hàm. Thường thì là bộ phanh 3 mảnh các bác nhé. Đây, bộ phanh hàm rất là cao cấp, phanh đời mới nhất của dòng xe đua. Em sẽ lướt qua tổng thể chiếc xe. Như em đánh giá ở đầu video thì chiếc xe mới 99%, kiểu là chưa đi luôn. Có thể thấy không có một vết xước nào cả, vết xước răm nhẹ không có. Càng carbon các bác nhé, càng rất là mới, không có một lỗi lầm gì về hình thức cả. Dây âm sườn cao cấp, bộ khung khí động học, khung dẹp cho xe đi lướt hơn, đi nhanh hơn, không chịu tác động của gió nhiều các bác nhé. Bộ khung alu X. Khung alu X. Các bác có thể thấy thì trên khung có ghi một số thông số đấy. Và bên dưới đây là size 50 các bác nhé, của phù hợp các bác từ 1m63 đến 1m73 với chiếc xe này. Yên và cổng yên đều của DK. DK là một hãng làm phụ tùng độc quyền của hãng Java đó nhé, cũng là của Ý. Yên của cũng DK Siruro. Mayer cối nổ, các bác có thể nghe đấy tiếng cối nổ. Đùi đĩa trục giống Pro Wheel. Như các bác thấy thì vẫn còn ni lông này, rất là mới các bác nhé. Ni lông ở đây đấy, bóc ra phía bên trên đây thì là ni lông cổ phốt nguyên bản của DK, nguyên zin theo xe. Biểu tượng của hãng Java thì ở chiếc khiên, khiên có chữ V đây ở giữa đây. Xe sử dụng bộ tay lắc cao cấp của Shimano Sora 9 tầng lip các bác nhé. Và bên này là cũng tay lắc đĩa của Sora đồng bộ theo xe. Càng carbon, cũng là bộ phanh hàm, hàm trước càng carbon, nguyên zin của Java, bộ phanh nhôm hai lớp của DK. Như các bác thấy hình thức vành đây rất là mới, lốp rất hiếm khi về nhà em về một chiếc xe mới như này mà giá vẫn giữ nguyên thôi nhé. Tầm dưới 10 triệu các bác có thể sở hữu chiếc xe rồi. 700-23C đây là một lốp rất là thông dụng của dòng xe đua. Quay rất là bon.
Đây là bộ vành sau, sau của xe. Gạt đĩa của Shimano Sora, củ đề của Shimano Sora. Vâng, và xe được trang bị 9 tầng lip của Shimano. Lên lip. Vâng, xe chuyển động rất tốt. Đúng lip. Vâng, phía bên tay phải là bộ đùi đĩa 2 tầng, đùi đĩa chọc giống của Brohu. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, như các bác thấy thì chuyển động rất tốt các bác nhé. May ơi cối nổ. Quay rất là bon. Xe cực mới. Vâng, và em được đánh giá xong chiếc xe Java Siruro. Một chiếc xe mới 99% về lại của anh em, và với bộ phanh hàm cao cấp và nguyên bộ group của Shimano Sora, càng carbon, khung hợp kim nhôm. Và chiếc xe được bán tại cửa anh em mức giá là 9,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác nào quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Trên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa anh em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.